Đây là trái đậu vàng cả nhà. Hôm trước em ăn trái đậu đầu tiên ở trong nó màu hồng hồng á. Còn bây giờ là trái đào màu vàng. Nó vàng khè cả nhà. Cái thịt ở trong nó cũng rất là vàng luôn. Đây nè. Hôm nay ba chồng em đi bán dưa hấu. Xong rồi có đổi với người ta. Người ta cho hai cái quả đào này. Ba chồng em cho dưa hấu lại. Đây. Cho cả nhà coi cái trái đào hồng. Ủa đào vàng, màu vàng. Vàng khè luôn cả nha. Lần đầu tiên em cũng mới ăn cái trái mà trái đào mà vàng như vậy luôn nè cả nhà. Đó. Ngọt lắm nữa rồi. Ngọt ngay à. Ngon quá. Ở bên này được trái rồi. Trái cây nhiều quá nhờ. Trái cây mà ăn nó ngán luôn. Trái cây bao la. Bye bye, tạm biệt cả nhà.